Hello, xin chào cô chú anh chị. Trước mặt cô chú anh chị đây là một mẫu xe Hyundai. Cô chú anh chị thấy không? Một màu trắng mà nhìn khá là đẹp luôn. Một cái dòng xe sedan. Phân khúc này anh chị thấy không? Nhìn rất là dài và rộng luôn. Dòng xe này anh chị lấy về đi gia đình thì không chê vào đâu được. Đây là một chiếc xe Hyundai Elantra. Chị thấy phong dáng không? Phía trước, phía sau và bên hông thì khá là tuyệt vời luôn. Đây, dãy đèn nè. Quay sát vô cho anh chị thấy, nhìn cái dãy đèn đẹp không? Thiết kế rất là đẹp. GLS có cảm biến yellow và biển số thì 61 Bình Dương. Và cái xe này á, cái phân khúc này anh chị thấy không? Form dáng rất là to và rộng. Xe này mà anh chị nào mà coi như là kết hợp là chạy cô dâu áo cưới chơi chơi cũng vui nè. Tại vì form này nè khá là hài hòa luôn. Sử dụng là móc nút riêng và 4 thắng đĩa ABS. Nước sơn thì không chê vào đâu được. Những cái đường kẹ này nha ha. Xe gia đình nha anh chị nha. Mời anh chị lên phía trước. Chỉ với lanh quanh dưới 400 triệu thôi là anh chị sẽ có một chiếc xe Hyundai Elantra đời 2016, trang bị là hộp số tự động, cửa sổ nóc bản full nha anh chị nha. Về phía đầu xe thì đầu xe đây sẽ là một cái dàn đèn định vị ban ngày có, đèn bi xenon không có, đèn thường có nè, đèn bi gầm có luôn. Nhìn mặt ca lăng anh chị ha. Bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Anh chị ở các tỉnh yên tâm. Màu trắng thì phải nói là tuyệt vời rồi. Anh chị nhìn cái dàn đèn định vị không? Rất là đẹp luôn. Đèn bi soi là cực kỳ sáng luôn. Nếu mà anh chị đi đêm ha, bảo đảm anh chị là sáng rực luôn. Chung quanh xe sẽ tích hợp là xi nhan gương, gập gương. Và xe này á, đăng kiểm còn rất là dài đến tháng 1 năm 24 là có một xe này. Rồi bây giờ mời anh chị mình khám phá sâu bên trong của chiếc xe. Bên trong trang bị là một cái hộp số tự động, màn hình đầy đủ hết rồi ha anh chị ha. Dòng này trang bị là thêm là hai túi khí đây, và riêng cái dàn ghế này anh chị thấy là ghế rin theo xe, trần cũng là trần nỉ rin theo xe. Đây cũng thiết kế thêm một cái túi khí ngay đây nè anh chị nè. Còn tất nhiên là cái xe gia đình thì anh chị thấy nè, ốc khóa nè, bốn ốc chưa tháo. Và thiết kế của chiếc xe Hyundai thì anh chị thấy đây, thiết kế rất là hài hòa và đẹp từ bên trong cho đến bên ngoài. Nhìn bên ngoài là đẹp rồi, mở bên trong ra thì nó sẽ đẹp hơn ha. Và cái gọi là cái trải nghiệm khi ngồi lên chiếc xe này thì không chê vào đâu được. Keo chỉ thì tất nhiên là nguyên zin. Này, mời anh chị ra phía sau xe mình cùng xem. Bây giờ em thử vô bên trong, em ngồi cho anh chị mình cùng coi ha. Cái dòng xe sedan này á, thì anh chị cũng biết rằng á, là một cái dòng xe rộng rãi và thoáng ha. Cho nên khi mà anh chị ngồi như thế này nè, như em ngồi ra đi, em là cao 1m75 nên em ngồi này, thoải mái luôn. Đầu trên này ngoài nè, đi xe 200-300 cây số thì bình thường. Cái ghế lưng này nó dài ra, nó sửa ra, cho nên là ngồi thoải mái, có bệ tỳ tay. Đi 4 người thì ok, đi 5 người thì nhấc lên xong ha. Và sẽ có thêm là một cái hộc gió phía sau để hỗ trợ cho mình lạnh thêm ha. Về phía sau này rất là tuyệt vời luôn, cho một chiếc xe Hyundai Elantra. Còn bên trong nách này cũng vậy, rất là sạch sẽ và tương tắc. Xe thì cũng đã được dán 3M hết rồi nha anh chị. Thiết kế mấy cái phần tấp bi này thì không chê vào đâu được. Thiết kế rất là sang trọng và lịch sự. Đây cho anh chị xem nè, từ cái mép dưới này luôn ha, cho đến lên trên này luôn, nguyên zin, rất là chắc chắn luôn. Mâm thắng đĩa và bốn cái vỏ xe thì cũng còn được nha anh chị nha. Vỏ xe thì cũng còn được thôi, chứ cũng không, chỉ có khoảng chừng 50-60% gì đó thôi, chứ không có được gọi là 90% được. Đã có qua sử dụng rồi nha anh chị. Tiếp tục cho anh chị xem thêm một cái nữa, đó là phần cốp sau. Bấm điện ha. Giờ cốp lên thì mình sẽ có là một cái không gian rộng rãi để chứa đồ khi anh chị đi du lịch hoặc đi chơi, rất là tiện lợi ha, cực kỳ rộng rãi. Và phía dưới này thì tất nhiên là sẽ có một cái bánh xe cua,
và đồ nghề nguyên bản theo xe. Vỏ xe cua này anh chị nè, mới can xe ben luôn. Còn bọng sàn thì anh chị yên tâm, sáng rực. Anh chị ha, sàn zin nha, chưa sơn một cái gì trong này. Tại vì xe gia đình mà chắc xe gia đình đi kỹ, nên là anh chị yên tâm về chất lượng. Còn nói đến phần keo chị thì đây, anh chị ha, keo chị đây là nguyên bản hết luôn. Anh chị cứ lên xem xe, test xe thoải mái luôn. Nếu anh chị mà không ngại thì có thể là dần thợ tới cũng được, không sao hết. Còn nếu anh chị mà tin tưởng, cứ giao cho em sẽ cam kết rõ ràng, bằng văn bản rõ ràng. Nếu không đúng như tạ, sẽ trả xe, trả đủ tiền cho anh chị. Anh chị không cần phải lo lắng ha. Ví dụ như bên em rồi viết cái giấy cam kết cho anh chị về nhà. Ví dụ vô gara hoặc là một người quen nào nói, ô cái xe này lỗi nặng lắm, xe này không đúng như tạ, rồi ok, gọi điện lên em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cái vấn đề đó ha. Cho nên là anh chị không cần lo lắng. Này, kêu chị đây. Và cái xe này á, thì bên trong là nó nguyên bản zin rồi, không nói rồi. Còn cái nước sơn bên ngoài, thì những cái dòng xe mà đã qua sử dụng thời gian là cũng 3-4 năm á, thì không thể nào tránh khỏi là xước xát ha. Cái xe này đã được dặm lại khá là nhiều rồi. Nước sơn bên ngoài chỉ còn khoảng là 60% thôi, 50-60% thôi, chứ không phải là zin 100% được. Nhưng còn bên trong nách này á, là sẽ là zin 100% hết. Nói chung bên trong này là nguyên bản, nguyên zin hết. Bây giờ mời anh chị đây, xem nè, ốc nè, chưa, không có dấu tháo nha. Đây, bên dưới này cũng vậy. Bây giờ em sẽ ngồi vô bên trong, trả tiếp cho anh chị xem cánh cửa tài. Và đây, xe này thì sẽ trang bị cho anh chị là chỉnh gương nè, gập gương nè, kiến lên xuống ô tô nè, khóa lóc nè, đầy đủ hết ha. Vô bên này, anh chị ơi, máy lạnh quá tuyệt vời luôn, rất là lạnh luôn. Này đi thì coi như là trời nắng, không có lo lắng gì nữa. Tay lái trợ lực nè anh chị, rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ luôn. Odo thì đi là 69.000. Anh chị nhìn cái bộ lăng này anh chị biết ha. Biết là những cái nút bấm này nè, những cái nút này là rất là thường xuyên mình để tay nè. Nếu mà chạy nhiều nó sẽ mòn ha. Còn cái này là còn rõ nét, còn rõ nét luôn nè. Và bên trong cái phần thiết kế của mặt trước này thì anh chị thấy thiết kế rất là sang trọng và lịch sự không? Điều hòa nè, điều hòa là có điều hòa auto tự động nha anh chị nha, trang bị là hộp số tự động nè, đi nhàn nhẹ cho mình luôn. Đề nổ start stop và những cái nút nhựa nè anh chị ha, nó rất là liền. Như mấy này là chưa bóc luôn nè anh chị, bây giờ chắc là bóc siêu luôn, chơi luôn. Cái này là gọi là bóc tem nè, chính em bóc luôn nha. Này đúng là của nhà sản xuất luôn. Chưa mua xe mới bao giờ nhưng mà hôm nay được bóc tem, chơi luôn. Anh chị nào mà cần xe thì cứ liên hệ qua hai đầu số hotline của công ty, đó là 077-5522 hoặc là 0988-1154. Còn nếu anh chị nào mà muốn trải nghiệm thực tế thì cứ đến số 900 quốc lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để được xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế và chạy thử thoải mái luôn ha. Để sao? Để coi là êm không? Chạy có sướng không? Nếu sướng thì có thể là chốt cọc lấy mang về ha. À quên, em sẽ test thử cái phần cửa sổ trời cho anh chị mình coi, để cho anh chị mình xem hết luôn cả chiếc xe ha. Rồi sau đó là em sẽ quay cái phần máy cho anh chị. Đây, bây giờ sẽ mở cái cửa sổ trời. Vậy nào, rất chân chu và mượt mà luôn. Trần thì vẫn là trần rị rin này, là nguyên bản hết anh chị nè, mấy này là nguyên bản hết. Rồi tiếp tục, cái xe này nó có một cái chế độ là gọi là eco tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị, eco tiết kiệm nhiên liệu. Xe này là máy 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe máy 1.6 mà có chế độ eco tiết kiệm thì nó nằm khoảng là 7 lít trên 100 cây. Nếu anh chị đi đường trường khoảng chừng 5 lít cho đến 6 lít thôi ha. Còn đi cao tốc thì càng ít nữa. Xe này thì đời 2016, bên em đang bán với giá là 395 triệu. Có thương lượng nhẹ cho anh chị, bao rút hồ sơ cho anh chị. Và đặc biệt bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Đó, anh chị yên tâm. Cục máy anh chị. Máy nổ rất là êm. Máy móc thì anh chị không lo rồi, bên em đã
kiểm tra là máy ốc sơn là nguyên hết hả? Máy móc là không lo. Máy là máy zin. Máy này chấm sơn nguyên hết rồi ha. Không đụng chạm gì hết bên này. Nó cho anh chị xem cái ống nước nè. Mấy cái dắt này không vậy? Từng chi tiết một. Và dàn đầu. Dàn đầu đây. Mấy ốc này không tháo luôn nha. Ốc này không tháo luôn nha. Ốc nè, anh chị nhìn nè. Từng cái chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe. Rồi, mình đi qua đến bên này. Bên này cũng vậy nè. Anh chị nào? Rồi lên tới trên này, ốc cabo chưa có dấu tháo. Còn keo chị thì là nguyên. Nguyên zin hết. Tất tần tật đều là nguyên zin. Bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng và thay nhớt mới hoàn toàn cho anh chị ha. Bảo dưỡng gầm, bảo dưỡng máy hết tất cả. Anh chị chỉ việc lấy về đổ xăng và đi thôi. Và bên em cũng sẽ là bao cho anh chị rút hồ sơ. Anh chị nhập. Và nhiều anh chị hỏi là thắc mắc là nhập những cái xe này á, nếu mà ra tên chính chủ á, thì nó mất khoảng bao nhiêu phí? Mất bao nhiêu phí? Thì cái phí mà ra tên chính chủ mà anh chị đóng thuế trước bạ thì nó khoảng chừng đâu đó, nếu anh chị đi được nha, thì nó khoảng là 5 triệu đến 6 triệu. Còn anh chị mà không đi được, nếu mà thuê dịch vụ á, thì có thể là 7-8 triệu. Nó nói chung là cỡ 8 triệu đổ về thôi là ra tên chính chủ của mình luôn. Anh chị nào mà đang cần và đang tìm những cái dòng xe Hyundai Elantra như thế này thì hãy nhấc máy alo liền cho anh em ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị những video tiếp theo. Bye bye.